Vìa chê dương tha dương bà chun mà nước ta hơi thơ ca nơi bà tê krai ta thơ xong kì. Bàn tè phù vìa nâng tờ rê yên kia. Lui bì bà chê chun. Nơi ai? Cô rê. Chưa bì xe cô rê mà. À lời dương thì nọ. Đại chỉ mê khlong nơi ở đây nè. Nơi cô rê bà mang chân năm. Rê lươi ai phù ạc bà ạ ọ nâng bàn bà mang tờ. Rồi mình tích tích năng sẽ rõ đây nha. Bạn đã lời mà ơi, nâng cứ mê bát tạc cam nâng, nâng. Còn trò ở đây buộc chàng nâng, có rơi càng tổ bồn. Bạn đã lời mà ơi, à lời mà nâng chứ anh đúng rõ lời ca tạc ca dung ca nghe nâng của đâu vật áo vị trí chú vẹn. À chùi mơ ca mà con nâng, có rơi càng tổ bồn nâng, ca mà con nâng, có thể kéo. Đã mấy cây sóc xa nó bao chứ. Dương bạc ca nghe nâng cả con phong. Dương rốt tìm xa ca nghe nơi cực rãi phó. Mình mến miên tập bà tế khám ai đó. Xô bây tập bà tế thầy. Bà tế thầy có chlát đó. Có chlát. Chlát ở trong hình. Nơi trong thả. Có miên bố là có chủng niên. Có bà chún tới Cổ Rê Căng Tô Bông. Có bà chún tới Cỏ Tài Văn. Có bà chún tới Mà Châm Bố Phía. Tổ tua ban biểu vật của đó bê con khóa ca mà con nó cả không còn vô bố là có ca mà con bị cầm của chia bị lái bị mai giả bá bảo thơ ca cho nó bình chẳng cứ vừa chửi rước thòm ra lắng đó ai lấy đấy sau bây bà tê dương Philippines miên bảo man chiêng bảo ơn nè chút chiêng Philippines vá hả chiếc mà bơi chiếc mà bơi hai cây bình rút miền tăng bí ẩn đô nơi gì mà lê gì nâng chuẩn chiếc đợt tây tiết đại thức ca nâng không có tây ca một chiếc có tây ca một chiếc à nâng chiếc thọ mà ra nơi chở răn đó sẽ ra cả nghiệt phương đó sẽ ra cả nghiệt phương